Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Kỳ có nhận một chiếc xe rất là đẹp luôn mọi người. Chiếc xe này nếu mà mọi người nhìn sơ qua thì mình có thể nói đây luôn là chiếc xe điện đó mọi người. Tuy nhiên đây này không phải xe điện ha, còn là chiếc xe của mình bình thường. Thì trên chiếc xe này người ta gọi là xe Hyundai Stargazer, xe mới ra luôn mọi người. Rất là đẹp luôn ha. Nếu mà thoạt nhiên nhìn qua thì mọi người có thể nhìn thấy cái form, cái dáng từ phía trước cái đầu đèn này nè, thì nó khá là giống với chiếc Defender. Tuy nhiên nếu mà mình thực tế nhìn ở ngoài kỹ hơn chút xíu á, thì nó bo góc hết mọi người. Đó, y chang những chiếc xe điện luôn á, nó làm tròn hết chiếc xe luôn. Nhìn rất là hiện đại mọi người, rất là hiện đại. Các chi tiết đèn LED mọi người thấy không? Đèn LED từ bên này qua bên kia luôn. Mặt ca lăng, mặt ca lăng nè, rất là đẹp luôn. Sơn bóng nè, hình sao, hệ thống đèn chiếu sáng nè. Đèn chiếu sáng của nó thì nó xài 4 cái LED ở đây và một cái pha dưới này. Đó, thì hôm nay có dịp em một trong những chiếc xe đầu tiên qua bên mình làm Hyundai Stargazer. Thì trên chiếc xe này chia sẻ cho mọi người là chiếc xe này nó có những gì hay, những gì đẹp và đã nâng cấp thêm những gì ha. Rồi, đối với một cái phiên bản màu trắng này thì mọi người có thể nhìn thấy luôn ha. Chiếc xe này rất là đẹp, rất là đẹp. Đường LED nè, mặt ca lăng nè, đèn nè. Thì phần phía trước đầu xe này thì anh chủ xe đã làm đối với chiếc xe này mọi người. Nguyên bản thằng này nó sẽ có 4 cái tim LED của đèn cốt nè ha. Tuy nhiên á, cái đèn của chiếc xe này nó khá là tối mọi người, rất là tối luôn. Thì phương án đó là anh đang nâng cấp lên là hai cặp bi laser 1.8 inch. Thì mọi người có thể tham khảo kỹ hơn cái đèn này ha. Khi mà nâng cấp và lắp đặt vô cho cái đèn này thì nó khá là hợp, rất là hợp luôn mọi người. Cái đèn 1.8 inch nè, mọi người thấy không? Đó, nó có hai cái lần xanh ở đây, rất là đẹp và ánh sáng cực kỳ ngon. Ánh sáng cực kỳ ngon. Mọi người có thể tham khảo hơn về cái ánh sáng của cái đèn xe này ha. Đó, còn phía dưới này thì anh chủ xe quyết định là lắp thêm một cái led pha để hỗ trợ khi mà chúng ta cần thiết, chúng ta đã pha xin đường này, chúng ta bật pha những cái vùng không có người ha. Đây là led pha và phía trên nâng cấp hai cặp bi laser 1.8 inch để hỗ trợ ánh sáng cho chiếc xe này. Đó, thì phần đầu xe của chiếc xe này cũng khá là cơ bản mọi người, full led hết rồi, nguyên bản nó full led hết rồi. Tuy nhiên về ánh sáng cốt mình đi về đêm thì nó hơi tối chút xíu, chúng ta nâng cấp hai cặp bi vô trong này thì nó sẽ hỗ trợ mình đi đêm nó an toàn hơn rất là nhiều. Ở đây là phần ánh sáng của chiếc xe Hyundai Stargazer. Tiếp đến mình qua phần bên hông đi ha. Phần bên hông xe này á, đối với chiếc xe này á, nếu mà anh em nào đang nhận xe mới này á, thì chúng ta nên tham khảo thêm, được thì chúng ta lắp thêm một cái bộ cảm biến áp suất lốp để hỗ trợ chúng ta quan sát, theo dõi 4 cái bánh xe của mình xem nó có xì có non, hay là khi mình chạy vận hành trên đường á, thì mình để ý được cái tình trạng lốp xe của mình ha. Đây là áp suất lốp. Kế đến là một cái bộ phim. Bộ phim cách nhiệt. Phim cách nhiệt thì không thể thiếu khi mà chúng ta nhận xe mới rồi. Trên chiếc xe này thì em cũng đã dán cho anh chủ xe luôn là cái phim 3M Crystal Light 200 lớp cho nó xịn ha. Cái phim này khỏi cần nói nhiều nữa, rất là xịn luôn. Crystal Light 200 lớp của 3M chính hãng luôn. Thì đối với cái phim chính hãng thì mọi người phân biệt nó có một cách rất là dễ, là nó sẽ có tổng đài hotline của 3M, sau đó mọi người check thông tin, check thông tin đăng ký. Khi mọi người dán phim 3M chính hãng thì chúng ta nên đưa một cái thông tin cho đại lý chính hãng, sau đó người ta sẽ kích hoạt chính hãng trên hệ thống của 3M. Chúng ta có thể check lại thời hạn bảo hành và cái phim của mình đang có phải là phim 3M chính hãng hay không ha. Đây là một cái tip nhỏ mọi người có thể để ý khi mà chúng ta dán phim 3M. Rồi, cơ bản là phần phía ngoài thì nâng cấp thêm một vài option thôi mọi người. Còn ở ngoài mặt này thì anh chủ xe cũng đã phủ ceramic lại rồi. Đó, em cũng phủ ceramic rồi xong ha. Đó, rồi bây giờ mình vô trong khoang nội thất của xe đi, xem chiếc xe này có gì đặc biệt nha. Ok, phần phía bên trong xe của chiếc xe Hyundai Stargazer này cũng trang bị có option khá là ngon mọi người. Em phải đánh giá chiếc xe này rất là ngon. Về hệ thống âm thanh á, thì chiếc xe này có sẵn cái loa Bose mọi người. Loa Bose, đây là một cái hãng loa nếu mà anh em nào đã từng nghe nhạc hoặc là những cái dàn âm thanh nhà cũng đã có cái loa thương hiệu Bose này rồi. Đó, mọi người có thể tham khảo ha, nghe rất là hay luôn. Đó, nghe rất là ổn. Cái thứ hai nữa là cái xe này á, em cũng đã làm xong cho khách luôn á, đó chính là cách âm mọi người. Cách âm đối với những cái dòng xe Hyundai thì chúng ta nên cách âm một chút xíu để cho nó đỡ nghe cái tiếng hóc từ cái sàn xe với cái bánh xe nó lên. Thì chủ xe đã quyết định là nâng cấp cho mình chính là cách âm cái sàn xe và cách âm cái hóc bánh xe, kết hợp đó là cách âm luôn 4 cái vị trí cửa để cho nó êm hơn rất là nhiều mọi người. Thì khi mà mình cách âm xong á thì phải nói là nó cải thiện rất là rõ rệt luôn mọi người, rất là rõ rệt luôn. Thì rất là
rất là dễ để chúng ta nhận biết chiếc xe mà nó có cách âm hay chưa. À, khi mà chưa cách âm á, nó nghe keng 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 giống gõ vô tôn này đó, nhưng mà khi cách âm rồi nó sẽ rất là chắc đó, rất là chắc ha. Đó, còn có vị trí hấp bánh thì chúng ta sẽ cách âm những cái vùng dưới này đó, mọi người có thể xem kỹ hơn. Ở trong đây là có lớp cách âm này nè đó, mình cách âm trong này hai lớp luôn, là cái lớp ở trong cái phần thôn này và cái lớp ở ngoài của cái tấm lót ở dưới này ha, tấm lót hộp bánh này đó, mình làm hai lớp trong này luôn, là nó sẽ hạn chế tối đa cái việc mà bánh xe khi mình chạy tốc độ cao nó sẽ dội vô trong này, bồi dội vô trong. Và tiếp đến là cái phần cách âm sàn ha mọi người, cách âm sàn thì chúng ta sẽ cách âm hết cái phần sàn dưới này luôn đó, để cho không có tiếng vọng lên trên này luôn ha, rất là êm. Em phải đánh giá một chút xíu, em chạy thử cho mọi người nghe, trên chiếc xe này rất là êm luôn đó. Kết hợp đó thì đã có cái bộ thảm sàn Kata cho cái xe này luôn. Thì thảm sàn Kata thì em đã giới thiệu cho mọi người rất là nhiều rồi. Kata là một cái loại thảm sàn cao su đúc à, nó cắt CNC 3D luôn. Thì khi mà có cái thảm sàn này rồi á, thì cái việc mà nước nè, nó cát đất nó sẽ rớt xuống dưới đây, mình vệ sinh rất là dễ dàng ha, không có tắm xuống dưới. Đây là bộ thảm sàn Kata cho chiếc xe này. Rồi tiếp đến là một cái option, một cái trang bị mà anh chủ xe này từ cái xe trước tới xe sau anh vẫn làm luôn, đó chính là một cái camera hành trình. Đó, camera hành trình thương hiệu Black View. Đó, đây là một cái loại, một trong những cái dòng camera hành trình mà phải nói là xịn nhất ở Việt Nam hiện nay. Đó, Black View. Đó, mọi người có thể tham khảo kỹ hơn cái camera này ha. Rất là đẹp, rất là xịn, hình ảnh thì phải nói bao sắc nét. Đây là một camera hành trình đến từ Hàn Quốc mọi người, Black View. Đó. Một cái điểm ấn tượng mà một cái điểm em rất là thích đối với chiếc xe Hyundai Tiger này đó mọi người, đó chính là khi mà bước vô trong xe rất là bất ngờ mọi người. Nổ máy nhưng mà xe rất là êm, cực kỳ êm luôn mọi người, rất là êm. Cái điểm thứ hai mà em rất là thích luôn, đó là mọi người có thể tham khảo qua nè. Da ghế rất là đẹp, rất là đẹp mà khỏi nói rồi ha. Hyundai hoặc là các dòng xe Hàn Quốc á, thì nó đầu tư cái bộ da này cũng khá là ngon. Cái điểm tiếp theo nữa đó, mọi người có thể tham khảo nè. Cái hàng ghế của nó rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. Phải nói chiếc xe Hyundai Tiger này nó giống như một phiên bản Kia Carnival thu nhỏ vậy đó mọi người. Mọi người có thể tham khảo nhìn kỹ hơn nè. Quá là rộng luôn, rất là rộng. Đó là mình đi gia đình, đối với một chiếc xe nhỏ gọn không? Mà ngồi thoải mái thì chiếc xe này tuyệt vời, number one. Đó, mọi người em quay kỹ cho mọi người xem cái hàng ghế phía sau nè và phía trước nè, rất là ả luôn mọi người. Có tì tay, da ghế đẹp và rất là rộng rãi, rất là rộng luôn ha. Đó, phần này thì nó để trống ở đây. Đó, chúng ta ngồi nó có phân cách ra rất là rõ ràng, ngồi rộng rãi hơn một chút xíu. Ví dụ như xe ở nhà mình mà đông hơn thì mọi người có thể làm thêm một cái băng ghế mà để đây luôn, đặt mình ngồi tràn đây luôn, giống như chiếc xe Kia Carnival luôn mọi người. Nó rất là đẹp ha. Hyundai nó làm những chiếc xe này một cái phiên bản mà phải nói là rất là ok, thiết kế rất là hiện đại, ngồi thoải mái, công nghệ rất là nhiều. Đó, rồi bây giờ mình quay lại phần phía trước thì em sẽ nói thêm một vài cái điểm nữa. Vô lăng thằng này cũng khá là ngon, ok, thấy là ok. Thì trên chiếc xe này bên em cũng đã trang bị thêm, đó là một cái bộ led nội thất mọi người. Led nội thất lên chiếc xe này cũng khá là đẹp mọi người, rất là đẹp luôn. Led nội thất đổi màu qua app ha, mình có thể khi mà chạy về đêm thì nó sẽ lung linh hơn và nhìn nó có một cảm giác nó đẹp hơn, nó xịn hơn rất là nhiều. Đây là bộ led nội thất. Anh chủ xe cũng đã trang bị thêm phía trước này mọi người đã thấy ha, một hộp kính lái để chúng ta quan sát nhìn nó dễ hơn. Nó có rất là nhiều thông tin ở trên này, mình có thể nó rọi lên nhìn nó sang hơn và nó hiện đại hơn. Có một cái điểm mà em không thích trên chiếc xe này mọi người, nếu mọi người nhìn kỹ, em không biết cái này có những phiên bản khác nó như thế nào, nhưng mà chiếc xe này nhận á, cái phần phía trước này mọi người, đó mọi người nhìn thấy cái phần này không? Cái phần này nhìn thấy nó hơi bị nó sao ta? Kiểu như nó hơi lô lô một chút xíu đó. Thì cái phần này á, nếu mà anh em nào mà nhìn kỹ là muốn đẹp hơn chỗ này thì em thấy cái chỗ này mình nên sơn lại thì đẹp hơn. Đó, giống như phía dưới này nè mọi người, phía dưới nếu mọi người để ý phía dưới này cái màu này thì nó còn được, ở trên này thì giống như một miếng nhựa gì đó nên nhìn nó hơi thô và nhìn nó không sang. Thì nếu được cái phần này mình có thể là mình làm carbon nè mọi người, mình làm carbon hoặc là mình sơn cái chi tiết này lên theo cái màu mình muốn thì nó sẽ là một cái điểm nhấn, một cái ấn tượng khi mình đập vô mắt chúng ta lái xe, cái chỗ này nó sẽ rất là đẹp. Ở đây là một cái phần, một cái chỗ em thấy mọi người nên làm nè. Đó, anh em nào đang có nhu cầu hoặc là mình có tìm hiểu thì mình nên làm cái này. Cái này mở cũng rất là dễ mọi người. Đó, thì chúng ta mở này ra, sau chúng ta làm carbon hoặc là chúng ta sơn lại để cho cái chỗ này đẹp hơn mọi người.
Đó, nhìn cái chỗ này nó hơi lô chút xíu ha. À, hiện tại là em đang lái xe mọi người, lái xe trên chiếc xe này. Thì phải nói chia sẻ với mọi người, khi sau khi mà chúng ta chiếc xe này đã êm rồi mà mình cách âm kỹ thêm nữa thì nó rất là êm rồi mọi người, rất là êm luôn. Nghe mình lên đây cảm giác giống như ngồi trên một chiếc xe sang gì đó, rất là sướng, chạy thoải mái, êm ru luôn đó. Một cái option nữa em muốn giới thiệu cho mọi người trên chiếc xe này cũng đã làm luôn đó, như mọi người đã nhìn vô màn hình ha, đã trang bị thêm, đó chính là một cái bộ camera 360 độ, camera 360 độ tích hợp với cái màn dinh luôn mọi người, rất là ok ha. Đó, mọi người có thể tham khảo nè, camera 360 độ rất là sắc nét luôn, xài trên màn dinh luôn, thuận tiện cho chúng ta khi mà di chuyển trên đường ha, vô ngóc ngách nào đó mình cũng có một cái bộ camera 360 độ quan sát rất là rõ. Đây, đấy, như mọi người đã thấy nè, khi mà ví dụ như mà mình vô những cái góc hẹp á, nó nhỏ nhỏ như vậy nè, đó, thì chúng ta có cái camera 360 độ để chúng ta quan sát nó dễ hơn, mình di chuyển, mình luồn lách gì đó rất là tiện luôn. Đó, tuyệt của mọi người. Đó, còn khi mà mình xi nhan nè, ví dụ như em rẽ trái đi, đó, như mọi người thấy không, rẽ trái thì chúng ta có những cái lề ha, những cái lề xe bên trái bên phải gì đó chúng ta chạy không sợ leo. Đây, ví dụ bên phải nè, những cái góc này á là những cái góc chết, có camera 360 độ thì quá tuyệt vời. Đặc biệt trên chiếc xe này, chiếc xe đời mới, chiếc xe Hyundai Stargazer này mới lắm. Tuy nhiên là đã có cái bộ, bên em đã có cái bộ camera này rồi, mọi người nên tham khảo lắp thêm cái bộ cam này, khá là ok mọi người. Đó, quá tuyệt vời. Ở trên đây là một vài cái option đó, và giới thiệu review cơ bản về chiếc xe này. Em thấy nó khá là mới mọi người, khá là mới, và cũng có khá là nhiều cái option có thể lên thêm. Ví dụ camera 360 độ nè, camera hành trình ở một vài phần đối với những chiếc xe Hyundai hay làm đó mọi người, là cách âm lại cho nó êm hơn ha. Đó, còn hệ thống đèn đó, nâng cấp đèn cho nó sáng. Thì đèn thì mọi người cũng đã tham khảo rồi, cái đèn nó khá là quan trọng mọi người. Chiếc xe này đèn hơi tối đó, nếu mọi người có nhu cầu thì có thể tham khảo và nâng cấp thêm. Đó, trên đây là một chiếc xe em muốn giới thiệu đến mọi người, Hyundai Stargazer đời 2022. Nếu mọi người có nhu cầu về nâng cấp và làm đẹp cho chiếc xe này, có thể liên hẹn ngay cho em. Em là Kiệt, em đến từ Rotu. Hẹn gặp lại mọi người ở chiếc xe sau nha. Xin chào.